Hè mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn cùng các em nhỏ. Chúc cả nhà một ngày mới thật là bình an, vui khỏe. Hôm nay hè mới mua đền nải chuối chín cây rất là ngon nè. Nhưng mà cái gì bán chuối á, cắt bị đứt hết mấy trái rồi. Chuối rất là tươi và vừa ăn luôn. Mấy em kiến trong nải chuối nãy giờ bò ra quá chừng. Hèo đuổi mà mấy em không chịu đi nữa. Thôi kệ đi, bây giờ hè sẽ chia sẻ với cả nhà cách chiên chuối để mình kinh doanh vừa giòn xốp và phồng to. Giòn rất là lâu luôn. Chuối không bị cứng và không bị động dầu bên trong. Mình ăn vào rất là ngon. Và đây là nguyên liệu của heo gồm có bột gạo, bột mì, nè đen, muối, đường, bột nghệ và sữa đậu nành. Chuối, giờ cả nhà cùng làm với heo nha. Tiền heo sắp pha bột, heo cho vào thau 200g bột gạo, 50g bột mì đa dụng, 70g đường cát, 1/2 muỗng cà phê bột nghệ, 1/2 muỗng cà phê muối. Giờ heo sẽ trộn đều lên cho tất cả hòa lại với nhau. Và khi mình chọn bột để chiên chuối thì cả nhà mình chọn bột cái dạng viên như vậy này nha. Còn đây là sữa đậu nành bịch. Heo sẽ dùng 120g sữa đậu nành bịch để pha với bột. Tại vì heo không có đậu nành hạt và không xay được cho nên heo sử dụng đậu nành bịch. Đậu nành sẽ giúp cho chuối chiên của mình có độ xốp rất là ngon. Heo trộn có chút xíu à, bột nó chui vô cái phế lòng quá chừng luôn rồi. Giờ heo sẽ cho vào đây 120ml nước lọc và heo sẽ cho phân nửa trước nha. Heo cho nước phân nửa như vậy á, tại vì để phòng hờ bột của mình nó có độ thấm hút nhiều hay là không. Nếu như bột mới á, thì nó sẽ hút nước ít hơn, còn bột cũ sẽ hút nước nhiều hơn. Và bột của heo á, bây giờ vẫn còn đặc, heo sẽ cho hết 120ml nước luôn. Tiếp tục thì heo sẽ khuấy đều tay cho bột của mình nó hoàn toàn mịn ra. Bột bây giờ đó rất là mịn rồi. Và đây là một nguyên liệu để giúp cho chuối chiên của mình có độ giòn. Đây là nước chanh, heo sẽ dùng một muỗng canh. Cho chanh vào xong, lúc này heo sẽ đánh mạnh tay và đánh thật là nhanh, tầm khoảng 5 phút. Cho bột của mình nó mịn hơn. Thì bột đã rất mịn rồi, heo sẽ để cho bột nghỉ ở đây khoảng 30 phút nha. Heo sẽ đi lột chuối. Chuối hôm nay heo mua nãy nó hơi nhỏ, nhưng mà cũng vừa ăn cũng ngon lắm. Khi lột chuối xong á, cả nhà nhớ lấy mấy sợi chỉ ra nha. Tại vì những sợi chỉ này nè, lát nữa mình ăn sẽ bị chát á. Lấy chỉ của trái chuối xong rồi, bây giờ heo sẽ lột tiếp nha. Và bây giờ heo sẽ dùng khoảng 9 trái chuối. Cả nhà xem nè, trái chuối chỉ nhỏ xíu à, bằng hai ngón tay của heo à. Heo sẽ để chuối ở đây và đi chuẩn bị đồ để ép nha. Và đây là cái bọc nhựa, giờ heo sẽ cắt ra. Bọc của mình có 3 cái thành còn nguyên, heo sẽ cắt đi 2 cái thành, giữ lại một phần nha. Heo cắt bọc xong rồi, giờ thì heo sẽ đi ép chuối. Heo có chuẩn bị một cái thớt ở dưới. Và đây là cái bọc nhựa heo cắt lúc nãy. Sẽ để trái chuối vào chính giữa ngay chân cái thành mà mình không có rọc cắt á. Xong rồi thì bây giờ heo sẽ cuộn tròn lại. Heo sẽ cuộn trái chuối chặt luôn. Xong rồi thì heo sẽ dùng một cái thớt nữa. Và mình chỉ cần ép nhẹ xuống thôi à, là trái chuối của mình nó chạy ra cái đường dài. Heo ép xong rồi nè, nhưng mà nó hơi ngắn, nếu cả nhà muốn dài hơn thì mình ép hơn chút nữa nha. Giờ heo sẽ trở lại thăm thao bột của mình. Bột của heo nghỉ được nửa tiếng rồi, bây giờ heo sẽ khuấy lên cho nó đều ra. Bột bây giờ đã đều rồi, heo sẽ cho vào đây một muỗng canh mè đen. Tiếp tục heo sẽ khuấy cho mè đen nó hòa lẫn vào bột. Như vậy là xong rồi nè, cả nhà thấy bột của heo á, nó có cái độ sánh, có cái dòng chảy nhẹ nè. Không quá đặc cũng không quá lỏng nữa.
Còn đây là bẹ của cây chuối, Heo dùng để trái chuối lên để mình chiên nha. Trước tiên thì Heo sẽ rót lên trên này một tí xíu bột ở cái phần dưới. Rồi, giờ Heo sẽ để trái chuối lúc nãy mình ép lên. Như vậy là cái mặt dưới của trái chuối cũng đã dính bột rồi. Tiếp tục Heo sẽ rót cái phần bột lên trên mặt trên của trái chuối. Heo làm trái đầu tiên hơi vụn về, hơi lỏng cộng xíu nha cả nhà. Heo rót bột lên mặt trên của trái chuối xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ nghiêng như vậy cho cái phần bột nó chảy xuống bớt. Vậy phần bột ôm trái chuối của mình mỏng, nó sẽ rất là ngon. Đi chiên nha. Và Heo sẽ cho dầu vào chảo. Mình cho vừa thôi, không cần cho nhiều quá đâu. Miễn sao nó ngập trái chuối là được hả. Để chiên chuối không bị văng dầu, Heo cũng cho vào đây một tí xíu bột mì ra dụng. Khuấy đều lên cho bột mì tan ra hết. Lúc này thì Heo cũng mở lửa. Đã tan rồi và lúc này dầu cũng đã sôi. Heo sẽ cho chuối vào chiên nha. Trái chuối trên bẹ mình chỉ cần nghiêng như vậy là trái chuối nó chạy ra. Rất là dễ luôn. Heo sẽ chiên chuối ở lửa trung bình, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Tiếp tục, Heo sẽ cho trái chuối thứ hai vào chiên. Và khi chiên cả nhà thấy trái chuối của mình nó vừa xe mặt lại là mình vớt ra, mình để trở lại cái thau bột để mình nhúng thêm lần nữa nha. Bột lần hai như vậy chuối của mình lát nữa nó sẽ rất là giòn và nó phồng căng lên ngon lắm. Trái thứ hai cũng xe mặt rồi nè, giờ Heo cũng vớt ra và nhúng lại một lần bột nữa. Trái chuối đầu tiên bắt đầu nổi lên và phồng này nè cả nhà. Trái thứ hai Heo nhúng bột xong Heo để vô rồi nè. Lúc chiên này thì cũng rất là quan trọng luôn, nó sẽ giúp cho chuối của mình có phồng hay là không. Nhúng bột lần hai xong mình để vào thì mình đợi cho chuối tự nổi lên, xong rồi mình sẽ trở bề liền cho chuối nó có cái độ hơi áp suất bên trong nó sẽ phồng lên liền ha. Trái thứ hai nổi lên rồi nè, Heo sẽ trở bề nha. Cả nhà ơi, nhớ khi để chuối vào vừa xe mặt bột là mình vớt ra mình nhúng bột lần hai liền nha. Mình đừng có để quá lâu như vậy trái chuối của mình sẽ bị chai không phồng. Tiếp tục, Heo sẽ cho trái thứ ba vào. Trái thứ ba bột cũng đã xe mặt, bây giờ Heo sẽ vớt ra nhúng vào bột lần hai nha. Chuối bây giờ đã vàng rồi nè cả nhà, Heo sẽ gấp ra. Và cái trái đầu tiên Heo ép hơi nhỏ cho nên nhìn nó ù chút xíu à. Hai trái còn lại cũng vàng rồi, Heo cũng sẽ vớt ra luôn. Nhà xem nè, trái chuối nở phồng ngon lắm. Giờ Heo sẽ tiếp tục chiên nha. Chảo của Heo hơi nhỏ cho nên một lần chiên Heo chỉ chiên được 3 trái thôi à. Đây là trái thứ tư, cũng đã vàng rồi. Tăng phồng lên nhìn rất là ngon luôn. Heo cũng sẽ lấy ra và tiếp tục Heo sẽ chiên cho hết những phần còn lại. Và đây là trái chuối cuối cùng của Heo nè. Vậy là với lượng bột như vậy, Heo chiên được 12 trái chuối vừa. Chuối cũng đã vàng rồi, giờ thì Heo sẽ lấy chuối ra luôn nha. Đây là thành phẩm của Heo, 12 trái chuối chiên, nhìn rất là ngon luôn. Chiên cũng đã nguội rồi, giờ Heo sẽ lấy trái chuối cho cả nhà xem nha. Chuối rất là giòn luôn và có cái độ xốp. Heo sẽ bẻ ra xem bên trong thế nào. Bên trong thì rỗng ruột nè, một màu vàng ươm nhìn rất là bắt mắt. Lớp chuối bên trong bột vẫn còn nguyên. Sẽ bẻ tiếp một trái nữa cho cả nhà xem nha. Chuối rất là giòn luôn. Và đặc biệt là chuối không bị động dầu, nở phồng to luôn, ruột lại rỗng nữa.
Heo sẽ lấy nửa trái chuối để mời cả nhà dùng với heo xem mùi vị thế nào nha. Heo mời cả nhà. Chuối của mình á, giòn, xốp, không bị cứng, có vị ngọt vừa phải và kết hợp với mè rất là thơm. Ăn vào á, mình không cảm thấy ngán chút nào luôn. Đặc biệt á, là chuối này để lâu vẫn giòn. Heo làm từ 8 giờ sáng, heo để tới chiều, nhưng mà ăn cũng giòn ngon lắm. Heo đã làm qua nhiều công thức, nhưng mà những công thức kia thì heo ăn heo có cảm giác là có độ giòn nhưng mà bị cứng. Rồi cũng phồng to, cũng giòn lúc ban đầu, nhưng mà mình để một thời gian sau á, thì sẽ bị xẹp và mềm. Nhưng từ khi heo nghĩ ra công thức này thì heo chiên chuối cảm giác mình ăn rất là ngon và để được giòn lâu. Heo đã chia sẻ lại công thức này cho chú ba ở xóm. Chú ba làm bán á, thì được mọi người rất là ủng hộ luôn. Nếu như cả nhà không thích ăn bột nghệ thì mình có thể thay bằng nước màu đường nè, hoặc là vô màu điều, cũng ngon cũng đẹp lắm. Hy vọng chia sẻ của heo sẽ mang đến cho cả nhà món chuối chiên không bị đọng dầu, giòn xốp, không bị cứng và mình để được lâu nha, cho gia đình mình thưởng thức. Và video của heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em nhỏ thật là nhiều sức khỏe. Thích video xin cho heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà ngon miệng với món chuối chiên nha.